Có không? Sao cô khẳng định là có? Cô nói thầy nghe coi. Dục vọng nó sai khiến thì bắt buộc bằng chân mình bước đi à? Phải không? Nhiều khi đi tới chùa rồi sao? Nhiều khi đi ra chợ buôn bán rồi làm sao? Nhiều khi đi tới hòa giải người khác rồi làm sao? Nhiều khi đi bố thí, đi quỷ lạo vậy là có dục vọng không bằng chân á? Quý vị nhìn xuống bàn chân coi, coi xem coi dục vọng nó có thể hiện ở cái bàn chân mình không? Có không? Có ở chỗ nào? Đúng rồi đó, ai thông minh nó nói sờ móng chân. Quý vị đừng có nghĩ cái đó là chuyện đó, nó bình thường nha. Tuy rằng sờ móng chân nó không có tội lỗi gì hết, làm đẹp, phải không? Nhưng mà quý vị ngay lúc sơn đó, quý vị có cảm thấy dục vọng mình thể hiện ngay lúc mà người ta sơn cho mình không? Sơn nó bị lem hoặc là giả là không đúng màu, bắt đổi tới đổi lui, có phải không? Sơn móng chân không có tội, nhưng cái tâm tham dục của mình khởi lên khi người khác làm vừa ý, nó trở thành tội. Nhiều khi đó làm xong cái mình cũng trả tiền, nhưng mà mình nè lấy đi, tức là nó sơn không có dự ý, phải không? Còn nó sơn dự ý có thể cho nó thêm 2.000 nữa để nó ăn cà lem. Tất cả cái đó nó nhỏ nhặt nhưng nó đều biểu thị dục vọng. Mày phải cắt cho tao cái móng kiểu nhọn nhọn bằng bằng kiểu gì không biết đó, rồi cắt cái kiểu gì đó, đủ thứ trò ngay nơi đó. Quý vị bây giờ rút kinh nghiệm đi, mai mốt đi làm móng rồi quan sát, chứ không cần phải đi tới chùa này đó mà ngồi thiền mà quan sát dục vọng. Mình chỉ cần lúc làm móng đó mình cũng có cơ hội để quan sát rồi, phải không? Như vậy ngay nơi cái bàn chân mình cũng đã thể hiện được dục vọng rồi. Ngoài ra mua giày, mua dép nữa. Tại thấy có người đó đi buổi trời mua chưa được đôi dép dự ý. Một cái shop dép người ta cả 300, 400 đôi, đi 10 cái shop chưa lựa được đôi dép. Trời ơi sao tôi đi cả buổi không có đôi dép nào tôi dự ý hết. Đủ biết cái người này khó khăn cỡ nào, phải không? Mà nói khó khăn là nói cho dễ thương thôi, chứ nói thẳng vô mặt cái bà này bà điệu. Điệu thì nói điệu chứ sao không dám nói, phải không bác? Đó cũng là dục vọng đó, phải không ni sư? Sao ngồi cười hoài vậy? Thể hiện dục vọng ngay lúc chúng ta mua từng đôi dép. Có một Phật tử đó dám khoe với thầy đó là một đôi dép mang không qua một mùa. Coi như trong nhà có khoảng 200 đôi dép vậy. Thầy nói rồi mở cái shop bán dép luôn đi. Đồ là không bận quá 3 lần, dép là không mang quá một mùa. Trời ơi. Vậy mà nghe, vô chùa tụng kinh rân trời đất hết, về nhà buông ra là đi shopping, tức là đi mua sắm. Đối với vậy lúc mà đi mua lựa quần, lựa áo, lựa dép, lựa giày, lựa đồ, lúc đó mình có tu được không? Lúc đó có niệm Phật được không? Niệm được chết liền. Mắt niệm xanh vàng đỏ tím rồi, phải không? Màu nào nó vừa ý, bông nào, loại vải nào, lúc đó thầy nghĩ khó có niệm Phật lắm. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt là những người mà đã tu thuần thục rồi đó, người ta lăn lộn vào cuộc đời với tính cách gọi là hòa quang đầu trần, thì người ta đi bán cá, người ta đi làm cái gì đó, người ta thậm chí đi nhảy đầm cũng không có tạo nghiệp, tại vì cái tâm người ta nó đã thuần rồi. Nhưng mà những người đã tu thuần thì không có ai đi vô cái chỗ đó. Ở đây không phải là mình chia chẻ ra để thấy cái tệ hại của con người mà hủy bán với nhau, mà thầy muốn gợi ý cho tất cả quý Phật tử có cơ hội quán chiếu về dục vọng đang chi phối mình trong đời sống thường nhật. Chứ chúng ta đừng có đợi mà ngồi trước Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Đức Phật chứng minh cho con bữa nay khởi tâm dục vọng là cầu trúng số độc đắc. Không cần, không cần phải đợi tới trúng số mới gọi là dục vọng, phải không? Mà chúng ta phải thấy được tất cả những cái dục vọng đó nó chi phối trong đời sống của mình, nó nhiều tới cái mức mà chúng ta không kiểm soát được. Và chúng ta cho nó một cái lý do đơn giản là mình có nhu cầu, phải không? Có nhu cầu không? Có không? Dạ có. Đúng là có nhu cầu. Nhưng mình là Phật tử, đừng để nhu cầu nó chi phối ngược lại mình, thì mình mới là người đi ngược dòng sanh tử. Đi ngược dòng sanh tử mới được gọi là Phật tử. Còn mình thuận theo dòng sanh tử
Cái đó gọi là thuận lưu, tức là chúng ta trôi theo dòng sanh tử. Chúng ta đã trôi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tiếp tục trôi nữa hay sao? Chấp nhận trôi nữa không? Đừng nói không nghe, ghê quá. Biết cũng làm. Có nhiều Phật tử đó, đi tới chùa xong rồi về nhà ăn chay niệm Phật, tinh tấn lắm, nhưng mà chồng nói một câu đớp một câu, chồng nói 10 câu son sỏn lại 20 câu, con cái mà chỉnh cái là sách chở trà rồi chạy vòng. Vậy mà ngay vô chùa còn mắng vốn nữa. Trời ơi, con nói thiệt với thầy, về nhà con không có tu hành gì được chứ cái đám quỷ đó hết. Thầy nghe ra thầy tưởng nó tu dữ lắm. Người mà nói được cái câu đó mà thấy ai cũng quỷ cũng ma, có nghĩa là mình là thánh là hiền rồi đó. Cho nên cỡ nào cũng là đám quỷ hết, còn mình không biết là gì. Mà nói được như vậy có nghĩa là người này cũng cao thủ võ lâm. Nhưng mà tới chừng gặp con cái hỏi, mấy đứa con nói trời ơi, con nói thiệt với thầy, từ ngày mẹ con tu tới giờ ngày nào tụi con cũng bị rủa hết, ngày nào tụi con cũng bị chửi hết. Cho nên á, con trông sao cho mẹ con được có tu nữa, chứ con thấy tu mệt quá. Quý vị thấy không? Không phải là tu là chuyện đơn giản đâu. Chúng ta thấy được tất cả những cái ham muốn, những cái dục vọng đó, nó chi phối mình từ đời này qua đời khác chứ không phải mới đây. Nó dồn lại một đống, cho nên bây giờ chúng ta mới phát ra những cái dục vọng, nó tăng theo kiểu cấp số cộng. Nó mạnh hơn nhiều, rồi nó làm cho mình á, cuộc sống mình nó cảm thấy nó mệt mỏi hơn. Chúng ta không bao giờ mà cả được bình yên với tất cả những cái dục vọng này. Nó thôi thúc, nó đẩy mình đi, giống như nước mà ở trên thác nó đổ xuống vậy đó. Cái tâm của chúng ta bị cái dục vọng nó kéo đi, rồi nó suy nghĩ liên tục, giống như là thác nước đổ. Cái đó trong duy thức gọi là bọt lưu hay là bạo lưu, tức là thác chảy cuồn cuộn. Và cái tâm bất thiện đó, nó khởi ra những cái ý nghĩ liên tục không gián đoạn, gọi là hằng chuyển như bạo lưu. Tức là cái dòng suy nghĩ về dục vọng, rồi bị dục vọng nó kéo đi, rồi bị dục vọng nó đẩy, chúng ta không thể dừng được. Giống như thác từ ở trên núi nó tuôn xuống, nó đâu có dừng được phải không? Có khi nào nó đang rớt xuống nửa chừng cái xin phép nghỉ dừng không, nghỉ chảy không? Không, nó sẽ chảy xuống tới nơi luôn. Tức là mình đang bị cuốn phăng ra dòng, theo dòng sanh tử, bởi cái dẫn dắt của dục vọng. Nó nguy hại tới cái mức đó mà chúng ta không phát hiện ra. Chúng ta cho nó là nhu cầu của cuộc sống. Đúng là có nhu cầu cắt tóc, rồi may quần, may áo, mua sắm dép, rồi đi làm đẹp, làm xấu, rồi đi chỗ này, đi chỗ kia. Tất cả cái đó đúng là nhu cầu. Nhưng mình là người Phật tử thì chúng ta phải làm chủ được tất cả những nhu cầu của mình trong cuộc sống. Có một số Phật tử lâu quá thầy không gặp. Tới chừng thầy gặp lại thầy nói, ủa sao lâu quá không đi tới chùa? Thì quý Phật tử nói, thôi thầy, hồi xưa đó làm ăn được thì đi chùa tự tin, bây giờ làm ra tiền đi chùa ngại lắm. Thầy hỏi làm gì ngại? Nó hồi trước cúng dường quý thầy rồi, con thấy thoải mái, bây giờ đi tới mà xách cái tay không đi tới, không có gì cúng dường, ngại lắm. Phật tử ở đây có ngại không? Có không bác? Không hả? Thiệt không? Thầy nghĩ quan điểm này nó chưa có đúng lắm đối với tinh thần của Phật giáo. Cái tâm thành của mình khi đến ngôi Tam Bảo chính là sự cúng dường lớn nhất. Vì thành tâm đến để tạo phước điền, để gieo hạt giống vào trong cái mảnh ruộng phước, đó chính là sự cúng dường cao cả nhất ở tâm thành kính của mình. Chứ còn với Phật tử mà đi tới cúng dường mà nghĩ rằng mình có tiền, xong rồi đi ra ngoài khoe, trời tôi mới phụ với sư cô 10 triệu làm cái cửa đó. Bữa hôm có một Phật tử nọ đi tới chùa thầy xin cúng dường một cái tượng Di Lặc, cao 3 mét, lớn thiệt lớn vậy, đẹp lắm, đặt bằng đá non nước tới mấy trăm triệu đó. Rồi phát tâm cúng dường luôn nguyên một cái đài, với điều kiện là xin cho con được để cái tên của gia đình con lên trên cái đài đó.
không có phải là con khoe để cho con cháu con mai mốt nó lớn lên nó đi xứ nào nó ở, nó quay về nó gặp nó cũng nhớ ở đó ba mẹ nó làm vậy để nó hướng về đạo đức. Thầy nói xin lỗi, thầy không có thể nhận được vì hai lý do. Lý do thứ nhất là chùa thầy không có chỗ nào để làm cái đài Di Lặc hết, đất nó chật, nó hẹp té à. Thì cái cô đó cổ nói đâu có hẹp, bây giờ cái sân chùa thầy ở trước cái thềm đó, thầy để cái tượng này ngay trước đó, để ai vô cái ta vuốt vuốt cái bụng Phật, cái ta vuốt cái đầu, cái ta cũng hoan hỷ, thầy để đó đi, không sao đâu. Quý vị biết ấy, cái chùa thầy nó cũng nhỏ chứ đâu có lớn như ở đây đâu, cái thềm nó nhỏ xíu à, mà cái tượng nó cao 4 mét mà làm thêm cái đài là nó kín hết rồi. Và chỉ dẫn ra làm ngay chỗ đó, làm cái đài làm sao hết. Thầy nói lý do thứ hai nữa là thật ra ở cái diện chiến tu này từ trước tới giờ nó có nhiều người đóng góp lắm, rất là nhiều. Trong đó có những người nghèo, thiệt là nghèo là ăn xin đóng góp cũng có, những người bán vé số đóng góp cũng có, thậm chí có những cô gái làm nghề đóng góp cũng có, rồi những người đạp xích lô cũng có. Tức là tất cả những tấm lòng hướng về Tam Bảo đóng góp vào đây nhiều, mà chưa có ai yêu cầu thầy để cái tên gì hết á. Tự nhiên bây giờ mà để cái tên của gia đình cô, thầy nghĩ mai mốt thầy ghi chắc thành một cái bia đá lớn 5 mét mới đủ hết tên của tất cả những người đóng góp vào đây từ ngày đầu tiên đặt chân đến. Người cúng dường đất, người cúng dường gạo, người cúng dường xe, người cúng dường thuốc, đủ thứ, thậm chí có người cúng dường sanh siêu bồ kết. Sao lại cười, bộ mấy thầy không gọi đầu được hả, cười. Trời ơi. Bữa hôm đó có cái gia đình đó tới cúng dường, cái có cái bác đó cũng đi tới. Bác nói, vợ chồng ông bà nghĩ sao mà đem ba cái đồ yêu này vô cho mấy ông thầy vậy? Làm cho hai vợ chồng anh chị đó cũng ngại. Anh nói, ủa cái này đâu có sao đâu, bác mấy thầy cũng gọi được. Cái bác nói, có cọng tóc nào mà gọi đầu. Rồi bà làm thầy cũng quê, dễ sợ. Thầy quý vị quê không? Sáng quê. Thầy tức quá, thầy mới cầm cái chai dầu lên, thầy nói bác đọc coi, bà nói dầu gọi đầu. Thầy nói đúng rồi, dầu gọi đầu chứ bộ dầu gọi tóc hả? Mấy thầy có đầu cho mấy thầy gọi, huống chi cái hãng sân siêu này nó đâu có để cấm thầy chùa sử dụng. Thì thầy nêu cái lý do thứ hai là không thể để tên được, cho nên là xin phép thầy không có nhận được, chỉ nhận tấm lòng thôi. Bây giờ nè, thầy giới thiệu cho một cái chùa này rất là cần cái tượng Di Lặc. Thầy sẽ dẫn đích thân, thầy dẫn vợ chồng cô chú tới đó để nói chuyện với thầy trụ trì đó, là phát tâm cúng dường. Quý vị biết cái cô đó cô phản ứng sao? Thôi, cảm ơn. Hồi xưa nhà lá còn dễ thương, bây giờ nhà ngói rồi, người ta tới cúng dường đâu có cần. Cúng cái tượng Phật mà buộc thầy phải để cái tượng đó ở đâu, vị trí nào, rồi để thêm cái tên của gia đình vô nữa, theo quý vị nói một câu công đạo coi, có tội nghiệp cho thầy không? Tội không? Tội gì yếu xìu vậy trời. Thầy thấy cái cúng dường đó nó chưa có chân chánh, nhưng mà do cái đạo lực của mình nó chưa có tới đó, không có chuyển hóa được vợ chồng đó, cho nên họ không có quan hệ. Họ ra về rồi mà họ còn cảm thấy uất ức, cho nên mới nói là một câu là chùa giàu rồi chảnh đó. Tại không biết làm gì giàu, chùa này không có cái vách nữa, không có cái cửa nữa, là quý vị biết nó nghèo cỡ nào rồi, thấy không? Vạn Thạnh đây còn có cửa bằng gỗ, bằng sắt, còn kiến rồi này kia nè, chứ vì nhiên tôi không có cửa nẻo gì hết á, nghèo rất mình tơi. Thì quý vị thấy được, ngay cả cái sự phát tâm cúng dường của mình khi đi tới chùa, nếu không khéo nó cũng là dục vọng, phải không? Phải dục vọng không? Như vậy thì có được phước báo không? Nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn ngoài cúng à, ngoài cúng chùa chết đói à. Công tâm mà nói, họ vẫn có phước khi họ phát tâm tôn tạo tượng Phật, nhưng mà vì cái dục vọng đó mà họ không kềm nén được sự sân hận, nghiệp nó tạo ra từ đó.